Cục An toàn thực phẩm thu hồi sản phẩm thực phẩm bổ sung cà phê Hoàng Gia do không đảm bảo an toàn thực phẩm. Bạn đang xem Người đưa tin TV. Mới đây, Cục An toàn thực phẩm đã ban hành quyết định số 97 về việc thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thực phẩm bổ sung cà phê Hoàng Gia. Sản phẩm do công ty trách nhiệm hữu hạn Dược Mỹ phẩm Lasva, địa chỉ xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội, nay đổi tên thành Công ty trách nhiệm hữu hạn Nghiên cứu và Phát triển Dược Mỹ phẩm Thịnh Việt Pharma, địa chỉ thôn Kim Đái 1, xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội, tự công bố và sản xuất sản phẩm. Đơn vị chịu trách nhiệm và phân phối sản phẩm là Công ty cổ phần Dược Mỹ phẩm Hoàng Gia Phát, địa chỉ khu 11, thị trấn Hàng Trạng, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình. Cục An toàn thực phẩm đã yêu cầu các doanh nghiệp nêu trên tiến hành thu hồi sản phẩm thực phẩm bổ sung cà phê Hoàng Gia. Đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Yên Thủy, Công an huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình kiểm tra, giám sát việc chấp hành của Công ty cổ phần Dược Mỹ phẩm Hoàng Gia Phát, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Hà Nội và Sở Y tế, Ban quản lý an toàn thực phẩm, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh thành phố kiểm tra, giám sát việc lưu hành sản phẩm thực phẩm bổ sung cà phê Hoàng Gia. Trước đó, một nữ bệnh nhân 37 tuổi trú tại Gia Lâm, Hà Nội đã bị hôn mê, co giật, phải vào cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai do có sử dụng cà phê Hoàng Gia với mục đích giảm cân. Kết quả giám định của Viện Pháp Y cho thấy cà phê giảm cân bệnh nhân sử dụng chứa sibutramin, chất độc Bộ Y tế cấm sử dụng trong tân dược, thực phẩm chức năng vì có nhiều độc tính, tác dụng phụ, nguy cơ biến chứng về tim mạch, đặc biệt là đột quỵ, nhồi máu cơ tim. Mỹ và châu Âu đã ngừng sử dụng chất này từ năm 2010. Cảm ơn bạn đã xem Người đưa tin TV.